Anh Đạt đúng không ạ? Anh Tuấn. Anh Tuấn, vâng, Nguyễn Mạnh Tuấn. Sẽ không được xem được video này. Sao thế ạ? À, vợ anh không biết anh mua càng. Chúng ta ngày hôm nay thì mình biết rằng tất cả anh em đến đây là để gọi là tìm mua cho mình chuyến xe cạc yêu thích nhất, đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhá, để mình có thể thông báo được cái chương trình hôm nay của chúng ta thì tại vì là nhiều có những nguồn thông tin nó sai ở trên mạng, thì bây giờ tất cả mọi người sẽ được nhận những cái phiếu này và chúng ta sẽ bốc thăm ra 10 người chiến thắng nhận được chiếc cạc. Và mình đếm ở đây có khoảng tầm 30 mạng đi. Đấy, 30 mạng, tức là tỷ lệ 1/3 anh em sẽ được nhận chiếc cạc đi về với gia đình, với chúng ta, với chiếc cạc mà mình yêu thích nhất. Và mình tất nhiên để gọi là may mắn hơn đi, vui vẻ hơn đi, thì mình đã thay đổi một chút rồi. Tức là anh em không cần nhất thiết phải mua chỉ 1660 mà có thể mua được 2060. À, tức là không quan trọng số lượng, chỉ cần là 10 người đầu tiên thôi. Không quan trọng là 2060 hay 1660 Super, anh có thể mua thoải mái, không vấn đề gì cả. Và tất nhiên vẫn được nhận chiếc ghế của chúng ta. 10 suất mua bất kỳ chiếc cạc gì cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải làm một điều, đó chính là ghi số tên vào đây, ghi tên, số điện thoại để có thể để vào một cái hộp màu trắng trong suốt kia để bốc một cách khách quan nhất, được không ạ? Tất cả những này đều sẽ là rất là random nhá. Đây, bạn có thể qua về ghế bên này để ghi này. Rồi, ok. Năm anh em đầu tiên đã có những cái số phiếu. Thì những cái phiếu này sẽ tí nữa này là những cái phiếu này sẽ được để vào trong một cái bọc hộp trong suốt. Đây, anh em nhìn thấy hộp trong suốt. Khách quan đúng không ạ? Rất là khách quan. Và mình sẽ nhờ luôn cả 10 bạn khách hàng ở đây để bốc, để cho nó khách quan hơn nữa, để cho nó không bị linh tinh, đúng không ạ? À, các bạn ghi xong phiếu các bạn hãy đem lên đây và gửi vào trong này nhá. Mọi người, đầu tiên thì mời bạn giới thiệu một chút bản thân mình nhé. Mình tên là Đạt, mình biết chương trình này là chiều hôm qua mình có qua đây mua loa, nên là có anh nhân viên anh bảo là hôm nay có khuyến mại. Đấy thì là mình thế là ngủ ở nhà đối diện luôn. Nhà đối diện ở Thái Hà là bao nhiêu nhỉ? Đấy, đi là Samsung ngoài. À? Đúng rồi. Ok. Đợi đấy. Okay. Hiện tại thì chúng mình đang có một cái chương trình đó là bốc thăm trúng thưởng. Thực ra là trúng thưởng ở đây là trúng thưởng phần ưu đãi mua hai chiếc cạc, đó là 1660 Super với cả 2060 với giá ưu đãi hơn. Thế nên là ngày hôm nay có những bạn đã xếp hàng từ rất sớm và hiện tại dưới này đang có khoảng 40 bạn rồi, đúng không? Bạn Đạt thì xếp hàng từ ngày hôm qua và ngủ ở nhà đối diện để có thể sang đây. Thế thì bạn mong muốn nếu mà bốc thăm được thì bạn sẽ mong muốn là mua sản phẩm nào, 2060 hay là 1660 Super? Mua 2060. Thế bạn có thể chia sẻ là bạn mua về với mục đích sử dụng như thế nào không? Mình mua về thì học tập. Chơi tập game học tập gì? Không, học tập tùy vui, thích gì học đấy, xem phim, nhưng mà chủ yếu thì chắc là chơi game. Hiện tại thì Phương cũng nhận được một thông tin là bên cạnh Phương đang là một vị khách hàng cũng bảo là đến sớm nhất, nhưng mà đến sớm nhất trong cái mốc thời gian, ví dụ trong ngày hôm nay đúng không ạ? Buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thì đầu tiên anh giới thiệu một chút về bản thân mình nhé ạ. Mình là Tuấn, 28 tuổi, đến từ Hải Phòng. Vậy thì anh bắt chuyến xe từ mấy giờ lên đây ạ? Mình đi xe máy từ 2 giờ kém, đến đây là 4 giờ kém. Thế thì ngày hôm nay chắc chắn là em nghĩ là anh sẽ mong muốn mua được một sản phẩm. Em đoán nhá, là 2060 có đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì anh chia sẻ một chút là nếu mà mua về xem thì anh sẽ sử dụng với mục đích làm việc hay là chơi game hay là như thế nào ạ? Mình sử dụng là chơi game. Okay. Anh có thể chia sẻ một vài tựa game mà mình đang chơi hiện nay không ạ? Mình đang chơi đấu trường chân lý với cả CSGO. Thực sự là một vị khách hàng đến rất là sớm và cũng ở rất là xa, ở Hải Phòng đúng không ạ? Vậy thì em hy vọng là với sự nhiệt huyết của anh thì anh sẽ là một người may mắn Hòa nhá. Anh sẽ là một người may mắn để có thể bốc được một trong 10 vị khách hàng ngày hôm nay. Cảm ơn anh ạ. Rồi, cho lắc cho 5 phút nhá. 5 phút? Ủa, cái đầu đấy sắp hỏng rồi. Nào, anh em ở đây muốn, ai muốn bạn nữ bốc nào? Ok. Mình thấy là cũng có vẻ qua quá nửa đấy, thì thôi cho bạn nữ bốc nhá, được chưa? Rồi, ok. Rồi, bây giờ là 9 giờ 5 phút rồi. Nào, xin mời chị Phương bắt đầu bốc số phiếu đầu tiên. Bốc từng cái hay là bốc một bốc từng cái và thông báo từng tên. Ok. Nào. Đây, con số đầu tiên. Không nhìn thấy gì bên trong đâu mọi người ạ. Xin được chúc mừng bạn đầu tiên đã may mắn nhận được phần quà ngày hôm nay, đó chính là bạn Trần Đình Anh Tuấn. Ôi ôi, người chiến thắng là thế nào không? Số điện thoại nào? Số điện thoại bao nhiêu? Đọc đi.
Ui, Phan Hữu đã chết rồi anh em ơi. Thế mà quay vào phỏng vấn đi, không phỏng vấn. Đây giữ lại lá phiếu của mình nhá. Xin là chúc mừng bạn đầu tiên. Ok, một chiếc 16-60 đã bay màu rồi. Bây giờ tiếp tục người tiếp theo nhá. Ok, bạn này thì biết đến chương trình qua Facebook, đó là bạn một bạn nam có tên là Đỗ Khánh Duy. Ôi! Đào đọc số điện thoại để xác minh nhá. Ôi giời, nhanh luôn. Ôi, này, số 3090 lại mua 2060 thế nào? Thì đấy, đang đi bảo là bạn có muốn mua 3090 không? Chẳng qua chương trình không có ấy. Mua rồi. Thế đây, mời bạn chọn sản phẩm thì hãy qua đây chọn. Ê, qua bên này, qua bên này. Qua đây mà, đâu rồi, Ê, mình bắt tay, lấy máy này. Đây, muốn mua sản phẩm nào? Đấy, ôi giời, quá tuyệt vời. Người chiến thắng tiếp theo, một người có tên khá là hay. Lê Kim Anh. Một bạn nữ luôn. Rồi, Lê Kim Anh rồi. Wow. Hình như là bạn nữ duy nhất ở đây đã giành chiến thắng. Ok, chúc mừng bạn. Thế mời chúc mừng bạn cầm phiếu và bạn nữ duy nhất, bạn nữ duy nhất đã nhận được. Bạn này có một dòng chữ rất giống mình. Bạn ý tên là Nguyễn Mạnh Cường. Xin chúc mừng Cường. Ôi, nhóm bạn này may thế. Mấy ông anh này đụng vào mấy ông anh này đụng vào chị Phương nhiều quá. Nguyễn Đình Đức ạ. Nguyễn Đình Đức. Ủa. Wow. Cái gấu gì đây? Có sợ cái gấu gì đây? Chị Phương tán bốc rồi, linh tinh ai. Bạn muốn sản phẩm gì nhỉ? Bây giờ chúng ta còn đây là còn 5 suất anh em nhá. Tức là đã một nửa số thành phần quà đã được trao đây rồi. Nguyễn Việt Cường ạ. Nguyễn Việt Cường. Đây rồi, đấy là một người chị không phỏng vấn và cũng không từ chối chị. Đọc số điện thoại để xác minh nào. Rồi, đúng rồi, chúc mừng Cường. Rồi, Cường sẽ ra vị trí nhá. Bạn Cường chọn vị trí, chọn sản phẩm gì nhỉ? 2060. Bây giờ con số chỉ còn mỗi sản phẩm 2 cái thôi. Đó là bạn Lê Quang Huy ạ. Xin chúc mừng bạn. Xin mời bạn đọc số điện thoại để xác minh ạ. Đúng rồi ạ. Xin chúc mừng bạn. Phỏng vấn bạn một xíu, bạn đứng đây. Bạn muốn mua sản phẩm gì của... Đây, bạn quay lưng lại với... Bạn muốn mua sản phẩm gì ạ? Muốn lấy 1660 Super. Vậy thì chúc mừng bạn ngày hôm nay đã có được 1660 Super. Trao luôn tận đây. Rồi, và bây giờ bạn ra khu vực đằng sau để... Nhà bạn đang dùng cấu hình gì mà dùng 1660 Super và 072060 ạ? Mình đang dùng B550 với cả Ryzen 5600G. 5600G à? Ôi, thế thì chiếc cạc này hợp lý đấy. Là một sự nâng cấp khá là tột bậc từ chiếc G chúng ta đấy. Rồi, thế thì bạn qua bên kia để có thể thực hiện nhá. Còn 3 suất nữa thôi. Vâng, chỉ còn 3 suất nữa thôi. Hy vọng rằng những anh em nào nhiệt huyết nhất, những anh em nào mong ngóng nhất thì có thể nhận được phần quà chúng ta ngày hôm nay nhá. Rồi, chị Phương bốc đi. Xin được chúc mừng bạn có tên đó chính là... Bạn tên là Ngô Quang Trường. Đúng rồi, chúc mừng Trường. Ôi, thế Trường bây giờ cho mình phỏng vấn tí nhá. Bây giờ Trường muốn mua chiếc cạc gì? Mình mua 2060. Bạn mua 2060 à? Thế ở nhà bạn đang dùng máy gì nhỉ? Bạn chơi game gì mà bạn dùng 2060? Không, mình có máy rồi, mình mua ở bán lại người quen. Gọi là hôm nay đến hộ xuất người quen đúng không? Hộ xuất người nhà đúng không? Người nhà bạn đang chơi game gì mà lại cần phải 2060? Mình cũng không biết. Không biết luôn. Thế cơ bản là người ta đặt hàng là mình ấy thôi. Rồi, thế thì chúc mừng bạn đã gọi là nhận được phần quà của mình nhá. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn. Sao toàn người đứng gần là được đó nha. Còn chiếc này, đây, còn chiếc này Tuf Gaming, cuối cùng 1660 Super. Chị bé cũng bốc. Cuối cùng nào? Sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay sẽ thuộc về bạn nam may mắn ở đây. Có số gì đây? Bạn này viết đúng mỗi cái tên, nó không biết họ tên. Sao bạn này lại viết mỗi tên nhờ? Một bạn tên Hiếu. Đọc số điện thoại đi ạ. Rồi, ok, bạn đã trúng sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Rồi. Thế hôm nay bạn muốn mua chiếc cạc này là để cho bản thân mình hay là cho người thân gia đình nhỉ? Cái này mình cho mua hộ thôi. Mua hộ à? Ok, thế thì bạn mua cho anh em hay là mua cho bạn bè? Em ạ. À. Thế em bạn đang chơi game gì mà cần chiếc cạc 1660 Super này nhỉ? Horizon Zero Dawn. Ok, rồi. Thế thì chúc mừng bạn đã chiến thắng phần quà này nhá và đã đem lại niềm vui cho em của bạn. Rồi, xin mời bạn qua bên kia. Mọi người thân mến, cái này thực sự là không phải Phương cơ cấu gì đâu, nhưng mà ngày hôm nay khi mà bốc thăm thì Phương bốc thăm ra rất là nhiều những nhóm bạn đi với nhau nhưng mà tất cả đều trúng. Tiêu biểu là một trong nhóm này thực ra là còn một chị gái nữa là tiệp bính kèm của anh đúng không ạ? Thế nhưng mà chị ấy đang ngại lên hình, thế nên là hiện tại là nhóm này sẽ có 3 anh chị sẽ nhận được sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên là chúc mừng anh Huy đúng không ạ? Và anh Đức và chị Kim Anh ạ. Chị Kim Anh đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay thì ba anh chị ấy đều có được cho mình một sản phẩm, đó là 1660 Super với một mức giá ưu đãi hơn. Thì cảm xúc của anh như thế nào khi mà được xứng tên và nhận được cái phần ưu đãi này ạ? Thực ra là mình cũng hơi bất ngờ. Bởi vì thường thường 50-50 mình còn không ăn được cơ.
Hôm nay tỷ lệ chọi cũng nhỏ hơn 50 một xíu thôi, chứ còn thực ra là vẫn khá là thấp, bởi vì hôm nay có khoảng hơn 40 bạn đến tham gia và có 10 bạn được nhận phần quà. Thế còn anh thì sao? Thực ra thì cá nhân mình thì mình chưa bao giờ tin vào sự may mắn của mình, nhưng mà chắc là hôm nay mình mang thật may mắn của mình đi theo nên là mình đã trúng giải thưởng lần này. Chị Kim Anh đúng không ạ? Vâng, chị ấy mang may mắn cho chị ấy này đầu tiên này, xong đến anh luôn thì phải, xong đến anh Huy đúng không ạ? Thứ tự bốc là như vậy luôn đó mọi người. Vậy thì chúc mừng một nhóm bạn ngày hôm nay đã thực sự rất là may mắn nhận được phần ưu đãi của Hacom, và chắc là mọi người cũng đang rất là háo hức rồi, và lát nữa khi mà về thì chắc là mọi người sẽ test ngay chứ ạ? Chắc phải đi làm. Ta còn phải đi làm, thế là phải nhường cái sự hồi hộp chờ đợi này đến tối vậy. Và hy vọng là những chương trình tiếp theo sẽ được gặp lại những người mà quen thuộc này ạ. Chúc mừng anh chị một lần nữa. Xin chào bạn, là mình biết là đây là bạn đã nhận được trước 2060 rồi. Có oách không ạ? Có giòn đúng không ạ? Chưa chắc đã giòn đâu. À, chưa chắc đã giòn đâu á? Không, phải về nhà cắm mới test tên giòn đúng không? Cắm ok. Về nhà test tên giòn không? Vâng. Thế bây giờ cho mình hỏi là bây giờ bạn mua bộ máy này là bạn cảm thấy có hào hứng không? Bạn mua được chiếc cạc này bạn thấy hào hứng không ạ? Có anh ạ. Lúc mà chị Phương giơ lên tên bạn cảm chị đọc phát là em nhảy tưng tưng đấy anh. Nhảy tưng tưng là tim nhộn nhịp đúng không ạ? Ui rồi, thế quá tuyệt vời. Thế thì bây giờ ở nhà bạn đang chơi tựa game gì và bạn đang lắp máy gì ở nhà mà lại mua chiếc cạc này? À em dùng cả máy cây cả laptop. Thế máy cây của bạn thì dùng CPU gì nhỉ? Em không nhớ rõ lắm nhưng mà không gọi là đủ để chơi game ổn rồi. À đủ đấy, nói chung là kiểu gì cũng cắm được con cạc này đúng không? Vâng. À, ok, thế bạn chơi tựa game gì mà còn 2060 Ray Tracing các kiểu nhỉ? Em chơi Liên Minh với FIFA thôi. Ui giời, thế thì đoạn lướt web YouTube. Ôi thế thì lướt web thế thì mượt quá là mượt luôn. Rồi thế thì thực sự rất là cảm ơn bạn đã qua bên Hacom cho mình nhá, ủng hộ làm chiếc cạc này và làm những chiếc ghế. Theo như mình biết thì bạn là một trong nhóm 3 người bạn đúng không? Vâng. Đến đây và theo như mình biết là đã có 2 người bạn của bạn đã trúng rồi. Vâng. Thế thì mình cho xin tên của bạn đúng không? Em là Cường ạ. Cường à? Đầy đủ Phạm Việt Cường. Và bạn đã bị miss mất đúng một cái họ đúng không ạ? Vâng. Bạn trúng là bạn Nguyễn Việt Cường và em là Phạm Việt Cường. Phạm Việt Cường rồi, thấy buồn quá. Thế bạn có muốn cầm thử cho đỡ buồn không? Cho em cầm thử rồi. À, cầm thử rồi à? À ok, được các bạn ạ. Không, đưa cho cầm thử để cho thầy xem sướng không? Đấy, cầm bạn thấy cầm một sướng không ạ? Đấy, giờ đấy. Đấy nhá, cảm giác của người chiến thắng đấy, không tội là bạn trượt rồi. nhưng mà mình hy vọng rằng là bạn vẫn sẽ qua sau mình và ủng hộ tiếp. Nhỡ đâu có những chương trình bước thăm bước thưởng các kiểu thì bạn vẫn có thể qua để có thể ủng hộ tiếp chúng mình nhá. Hy vọng rằng là chúng là họ của bạn chứ không bị lệch mất họ nữa nhá. Rồi, cảm ơn bạn đã qua rất comment hai con chúng mình ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý vị còn nhớ anh khách này không ạ? Vâng, anh Tuấn đến từ Hải Phòng và lúc bạn đọc Phương bốc thăm ấy, Phương cũng rất là mong muốn là anh sẽ nhận được một phần ưu đãi cho ngày hôm nay, bởi vì công sức của anh đi rất là xa từ Hải Phòng đây hơn 100 cây mà rất là sớm từ 2 giờ. Vậy thì bây giờ sau khi mà cái công sức mình bỏ ra và bây giờ mình đã được may mắn như vậy thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và còn mong muốn vợ không xem được video này nữa đúng không ạ? Và mong muốn là bà xã mình không xem được video này. Anh ấy mua chiếc cạc này được tặng thêm một chiếc ghế gaming nữa, thế là đủ combo để cho sản phẩm ở nhà. Và lúc mà chị vợ hỏi thì anh cứ bảo là mua sản phẩm đến 500.000 thôi tại Hacom nhé. Sao bạn biết? Tại vì bọn em cũng từng đóng một clip như thế rồi và anh đừng, em hy vọng là anh sẽ không bao giờ rơi vào trường hợp như bọn em, là chị vợ sẽ mang chiếc ghế đi bán với mức giá 1 triệu. Mình có xem cái video đấy. À, thế thì hy vọng chị vợ cũng không xem được video đấy ạ. Vâng, một lần nữa chúc mừng anh, rất là vui. Và bây giờ anh sẽ di chuyển về Hải Phòng luôn ạ? Bây giờ mình sẽ đi về Hải Phòng luôn. Thế thì em hỏi một chút là công việc ở nhà là anh làm công việc gì ạ? Mình là làm trang trí và sản xuất bánh sinh nhật. Thế thì chiếc cạc này chắc chắn là để phục vụ cho nhu cầu giải trí chơi game rồi ạ. Thế thì bây giờ chúc anh sẽ đi về Hải Phòng thật là nhanh và có thể là quay trở lại vào cái góc gaming của mình và test ngay sản phẩm này được không ạ? Ok, cảm ơn anh và hy vọng hẹn gặp anh lại ở dưới Hải Phòng cũng sẽ có Hacom và hy vọng là bọn em sẽ được phục vụ anh trong những... Đúng rồi. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, chúc mừng anh một lần nữa. Hôm nay cũng rất là buồn cho rất là nhiều bạn đến đây cũng khá là sớm đúng không, từ sáng hoặc là từ chiều hôm trước, nhưng mà vẫn chưa may mắn nhận được phần quà này. Nhưng mà hôm nay là một cái chương trình khá là ưu đãi của Hacom khi mà có tận 10 sản phẩm được mua với giá ưu đãi hơn về 1660 Super cũng như là 2060, và hy vọng là trong những thời gian tiếp theo sẽ có nhiều chương trình như thế này nữa dành cho các bạn khán giả của Hacom để các bạn có cơ hội được chạm đến những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Hoàng thấy như nào? Em thấy vui lắm. Chị cũng thấy không, nhưng mà chị thấy vừa vui vừa buồn. Thì em thấy các may bạn mắn là em không phải là người bốc. Áp lực cực luôn, thề mình toát hết cả mồ hôi luôn đấy. Hoàng nó khôn ghê, đá luôn quả bóng sang đây. Ai okay. Phải chỉ dưới đây. Ok, vậy thì hẹn gặp lại những bạn mà chưa may mắn nhận được phần quà trong ngày hôm nay vào những lần sale tiếp theo và ưu đãi tiếp theo của Hacom nha. Xin chào.